Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tech Quan Vina tại khu công nghiệp Biên Hòa vừa tổ chức chương trình tuyên dương lao động tiêu biểu và giao lưu lao động khuyết tật Tech Quan Vina năm 2019. Tại chương trình, 90 lao động tiêu biểu của công ty được tuyên dương, 300 lao động khuyết tật được nhận quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Đặc biệt, năm nay, nhân kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam, Công đoàn cơ sở công ty đã phát động chương trình 100 chiếc xe lăn trong toàn thể cán bộ công nhân lao động để tặng cho lao động khuyết tật trên toàn tỉnh. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm chia sẻ những khó khăn với người lao động khuyết tật không chỉ trong công ty. Trước mắt trong dịp này, có 30 chiếc xe lăn đã được trao gửi đến người lao động và người thân của họ. Trước nay bố em chưa có bao giờ ngồi xe lăn. Bây giờ bố em bị suy thận với cả thoái hóa khớp háng, đi lại không được. Nên nhờ công ty hỗ trợ để cho gia đình em nhận được chiếc xe lăn này. Em xin cảm ơn công ty. Em rất cảm ơn tất cả mọi anh chị em đã ủng hộ cái chương trình xe lăn cho các người khuyết tật. Thì hôm nay em được nhận thì em cảm ơn tất cả các anh chị em trong công ty Tech Quan Vina đã trao món quà ý nghĩa cho bố chồng em. Đặc biệt thì chúng tôi có phát động phong trào cho toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia chương trình, đó là 100 xe lăn tặng lao động khuyết tật trên địa bàn. Và phong trào này được đông đảo cán bộ công nhân viên Tech Quan Vina hưởng ứng rất tích cực. Kết quả là từ nay chúng tôi đã thu nhận được đủ 100 chiếc xe lăn để tặng cho các lao động khuyết tật trên địa bàn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trao đợt đầu tiên là 30 chiếc xe lăn cho những thân nhân lao động khuyết tật ở công ty Tech Quan Vina. Tại chương trình, người lao động còn được giao lưu với các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo nhưng có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và công việc. Dịp này, công ty cũng đã trao tặng nhiều phần quà cho người thân của người lao động trong công ty, đồng thời tổ chức nhiều trò chơi vui nhộn, ảo thuật, bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị.